KBT 2022, một năm đột phá và phát triển mạnh mẽ. Sau những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19, KBT đã nhanh chóng vươn lên và khẳng định vị thế là nhà phân phối camera số 1 Việt Nam. KBT chính thức trở thành nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Tahoe và IMO tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc phát triển mạnh mẽ trong việc phân phối các thương hiệu sản phẩm CCTV hàng đầu bên cạnh KB Vision, Seagate, Toshiba và SanDisk. Tháng 4 năm 2022, KBT đã tổ chức thành công chương trình Hội nghị đầu năm 2022 kênh phân phối CCTV tầm nhìn mục tiêu chiến lược tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 MD thân thiết trên cả nước nhằm chia sẻ mục tiêu phát triển của KBT trong giai đoạn 2022-2025 và tri ân các đại lý đã luôn tin cậy và đồng hành cùng KBT. Xuyên suốt trong năm 2022, KBT liên tục tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, các chương trình hỗ trợ khách hàng được diễn ra mạnh mẽ như bạo hành 1 đội 1 xuyên suốt trong 9 tháng đối với các sản phẩm Tahoe, IMO, hỗ trợ kỹ thuật đến 19 giờ hàng ngày. KBT là công ty duy nhất tại Việt Nam được Seagate tin tưởng hợp tác triển khai chương trình thu hồi tái chế ổ cứng Seagate nhận ngay voucher 250k. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ bảng hiệu cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với hơn 200 bảng hiệu được thi công trên khắp các tỉnh thành, mang lại diện mạo mới cho các đại lý. Mua KBT trúng Forlanger, chương trình ghi nhận những dấu ấn mạnh mẽ. Sau 2 tháng diễn ra, những giải thưởng giá trị gồm xe Forlanger, Honda Airblade, vàng thẻ và hàng ngàn giải thưởng giá trị đã tìm thấy chủ nhân và được KBT trao tận tay đến những khách hàng may mắn. Chương trình workshop do KBT kết hợp với các hãng Tahoe, IMO, Seagate được diễn ra xuyên suốt trong quý 2 và quý 3 năm 2022. Chuỗi workshop triển khai tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Với sự tham gia đông đảo của anh em CCTV trên cả nước, nhằm giới thiệu các sản phẩm mới, các giải pháp SMB dành cho doanh nghiệp. KBT kết hợp cùng hãng Tahoe tổ chức chương trình training cho quý đối tác về các sản phẩm chiến lược nhằm hỗ trợ các đại lý nắm rõ hơn về sản phẩm và các giải pháp an ninh, tạo điều kiện cho việc tư vấn bán hàng của công ty diễn ra thuận lợi. Tháng 7 năm 2022, Hội thảo KBT, ngành phân phối camera 2022, cơ hội, thách thức và những sự lựa chọn tối ưu cho MD đã diễn ra với sự góp mặt của đại diện đến từ các hãng KB Vision, Tahoe, IMO, Seagate và đặc biệt là sự tham dự của hơn 500 khách hàng là MD thân thiết của KBT tại khu vực miền Nam và miền Trung. Tại sự kiện này, KBT cũng đã được hãng Tahoe và IMO trao giải thưởng nhà phân phối có thành tích xuất sắc vì đã đóng góp lớn vào sự tăng trưởng vượt bậc về thị phần tại Việt Nam của hai thương hiệu. Trong năm 2022, KBT cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm SMB và các sản phẩm độc quyền với chất lượng cao và giá cả cực kỳ cạnh tranh, tiêu biểu như camera Tahoe Wi-Fi HFW1230DTSTW, HFW1230VAI4B. Hỗ trợ dự án luôn được KBT chú trọng. Năm 2022, KBT tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ và đồng hành cùng anh em CCTV trên cả nước, triển khai và hoàn thành các dự án quan trọng dành cho giao thông, trung tâm thương mại, khu dân cư.
Bên cạnh đó, các hoạt động marketing mạnh mẽ như chương trình livestream diễn ra vào 11 giờ trưa thứ 6 hàng tuần, đồng hành cùng anh em CCTV trong nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa trong năm 2022 vẫn được diễn ra xuyên suốt. Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn thách thức, nhưng tập thể đội ngũ cán bộ nhân viên KBT vẫn tiếp tục nỗ lực, đồng lòng tiến về phía trước. 2023, một chặng đường mới với những dấu mốc của sự chuyển mình, bứt phá và vươn cao. KBT, cùng nhau không gì là không thể.